chào toàn thể tất cả anh em nhá. Giới thiệu với anh em một bộ khẩu súng bằng hơi này, bắn ke vĩnh cửu này, đang hot nhất trên thị trường hiện nay này. Mà anh em thợ nhôm kính thì ai cũng muốn sở hữu một bộ này. Một bộ của nó sẽ bao gồm cho anh em là ke 36 này, 39 này, 43 này, 51 này. Đấy, mình sẽ test luôn cái độ uy lực của nó cho anh em xem nhá. Đây, mình sẽ lấy thẳng một cái hộp ống kép cho anh em xem để xem mà độ uy lực của nó. Đấy. Bấm ke 41 cho sinh hoa này, anh em mình cứ luồn sát sang một bên thôi. Nghe cái tiếng phanh 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 nghe là sướng rồi này. Cửa sổ này anh em này. Cửa sổ này. Khi mình muốn chuyển qua các hệ khác thì mình chỉ việc mình lắp cái u chụp này vào thôi. Mình lắp cái u chụp này vào là mình bấm được tất cả các hệ nhôm trên thị trường nhá. Thao tác rất là nhanh này. Đây là hệ 55 bắc cạnh anh em nhá. Anh em lùa vào là anh em mình bấm thôi. Đấy, tạo một lỗ rất là nhanh này. Vừa khít mấy cây nhôm này, 36, 39 này, khung bao vách kính là bấm được hết nhá.